Thế chị làm con khỉ đi. Không. Tại sao? Chị muốn làm con người cơ. Ý chị là chị muốn có sức khỏe tốt để có thể leo trèo được giống như con khỉ, chứ không phải chị muốn thành con khỉ để có thể leo trèo. À. Ôi đu vào quả bưởi. Chuẩn bị dụng quả bưởi này. Đâu? Uầy. Những người, khi nào dụng quả bưởi chị đã khảy. Ôi. Mình sợ nó rơi vào đầu mình bởi vì cái đầu mình cứng. Ấy, hai quả ở hai bên cái đối tượng thức ăn này của nó đầy. Nó ăn lá bưởi. Không ăn được. Không thấy đắng hả em? Nó có biết đắng là gì đâu. Ngay cả khi bám vào lá nó cũng có thể giữ được mình ở trên đấy. Em thử bám vào lá xem nào. Đứt lá. Không đứt. Ui, ui. Ui. Nikki, Nikki. 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 Ôi giời. Ồ nó lại, ồ vừa nãy bảo nó bám, nó trèo, nó không chịu bám, bây giờ bỏ nó xuống thì nó lại muốn trèo các bạn ạ. Giống mình ghê. Ây da. Úi giời. Bị hết hồn nha má. Không nhưng mà tay nó có thể bám, chân nó có thể bám thì chắc là nó không rơi đâu. Mà nó cũng bám chắc. Nó còn bám chắc hơn con người. Ôi. Chị ơi. Chị. Nhìn này. Nhìn mình đội mũ này. Ôi, ai làm cho quả mũ mà đặc biệt thế? Bố em. Thế à? Chị thử đội vào xem. Ăn quá, chất trôi con rơi. Đấy. Nikki cũng rất là thông minh luôn các bạn ạ. Nó cũng biết tìm đồ ăn để nó ăn đấy. Nó cứ thấy đồ ăn là nó sẽ ăn. Để xem cái đấy có ăn được không là nó ăn. À, hay bao giờ thử cho nó ăn mắm tép với mắm tôm cho nó ăn thế nào nhỉ? Thế nó lại không ăn được. Không ăn được thì cho nó ăn thế thôi. Ôi ôi, em nhìn mắt nó. Sợ. Ôi. Giống Tôn Ngộ Không ở trên cây đi tìm sư phụ các bạn ạ. Ý. Ôi. Cẩn thận nó ỉ vào mặt. Lộc hứng chuẩn nhé. Thôi nào Nikki ơi đi về đây. Nikki ơi. Ôi, đi về đây. Nào đi về nhá, đi về tắm rửa cho nhá. Nào Nikki chúi. Ôi. Ôi. Ôi ôi. Ôi nó muốn tự trèo xuống nhưng nó không muốn ai bế luôn. Giờ đi tắm cho Nikki nhá. Ôi Nikki có vẻ không thích nước lắm các bạn ạ. Ừ, đi mình để cho nó tắm nhé. Im, im, im. Ô, 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 rồi, 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 tắm xong rồi, không dậy nhá. Vất nhẹn luôn. Đấy. Nhưng mà giờ chưa có nắng, thôi cứ để cho nó khô tự nhiên nhá. Rồi, đi.